Mà chiếc lỗ gồm có hình chiếc bánh sinh nhật bên trên như này nhé. Nhưng mà chị có thấy bị vô lý không, mà target không phải chỉ là tính số lượng kênh mà hiệu quả của kênh và doanh thu, mà hiệu quả của kênh thì ở bên team là quyết định chứ làm sao mình quyết định được. Thật ra thì bên team làm ấy đương nhiên là bao giờ nó cũng muốn kênh nó lên rồi. Ý của Huy chị hiểu có ý là mình cần phải giám sát kênh ấy. Đây ý là nếu không giám sát kênh, kệ kênh thì nó mới như thế, ý là phải giám sát kênh chặt nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tôi trang tiếp theo. Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh tôi trang của mình. Xin chào và hẹn gặp lại và mời mọi người cùng đón xem. Mình sẽ tô về cây giáng sinh và con nhau cách pi ngày 22 và 17 tháng 12. Và bây giờ mình đã là số tranh như này rồi, mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người qua video tô tranh tiếp theo của mình.